Trời ơi, bình tĩnh. Anh ơi, đứng vô đây em, đứng vô đây. Hồi nãy có nhúng không vậy? Không nhúng phải không? Trời ơi, tôi diễn giả trân vậy trời. Thì không có phối hợp gì hết trơn, trời chán ghê. Nói cho em nó biết là phối hợp chứ. Thì đó, cái miếng này mới quá, mỗi lần Hoàng Mập xuất hiện là nhảy tưng 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 tưng. Giống là giả kỹ thuật, người ta sẽ làm đung 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 cái động đất kia đó. Nè, có ý kiến nè. Cái mốt mời Hoàng Mập xuất hiện thì phải có cái gian bếp bự chút xíu nghe. Đường đi to to chút xíu nha. Chứ nãy đi hoàng biết vô đường nào luôn á. Dạ, mai mốt em vô cái nhà bếp mà công nghiệp á, cho công nhân á. Bự á, mời anh vô. Nấu lần 2-3 ngàn suất đó không? Dạ, anh chào quý khán giả anh trai. Chào trước đi em. Em xin kính chào anh Hoàng Mập và anh Lê Dương Bảo Lâm. Còn Hoàng Mập nhìn là biết mập rồi và cũng quá chai mặt rồi. Tuổi đời thì cũng lên dục dục mà cái tên này không có lên. Anh này không biết là chăn nhà anh có rận hay không. Anh không có lắp chăn. Anh không có lắp chăn. Không lắp chăn hả? Nó chơi với vợ chồng mà càng ở lâu thì cái chuyện mà nhường nhịn nhau để mà ở thôi, chứ còn mà rung động như thở ban đầu thì nó cũng đã nguội là lạnh rồi. Nhưng mà vì trách nhiệm, vì sự tồn tại của một gia đình. Vì trách nhiệm. Đúng rồi, vì trách nhiệm. Vì trách nhiệm, vì sự tồn tại của một gia đình, gọi là đúng nghĩa của một gia đình. Thì chúng ta phải nhường nhịn nhau để mà sống. Đúng rồi, nói mình he. Nói thì nói vậy thôi, chứ tất cả khán giả nó biết gia đình anh Hoàng Mập, một gia đình rất rất là hạnh phúc. Một người vợ coi như là, gọi là sao ta, chùm cuối. Chùm cuối. Rồi và một cô gái rất là xinh đẹp. Đứa con gái trời ơi cưng quá trời cưng. Mà đẹp nữa, học sân khấu điện ảnh nữa. Ra trường cho anh năm nay năm cuối. Năm cuối luôn, đạo diễn luôn, gia đình đề huề. Hoặc đặc biệt là một cái gia trang ở Đồng Nai đúng không anh? 8.735 m2. Giác vàng bốn phía. Trời ơi quý vị đừng nghe lời. Trời đất ơi, gia nô hàng ngàn người. Trời ơi quý vị đừng nghe lời. Lê Dương Bảo Lâm, cái nhà đó làm em khổ nhiều lắm rồi. Trời ơi, em không có làm bao nhiêu tiền chứ mà đẩy lên 100 tỷ, 100 tỷ em khổ lắm quý vị ơi. Ngày hôm nay mình sẽ trò chuyện nha. Ở nhà có hay nấu ăn không? Dạ em thì chưa nấu ăn qua. Ở nhà là ai nấu? À vợ em nấu. Vợ em nấu. Anh Hoàng Mập ở nhà có nấu ăn không? Nói không phải khoe chứ vợ mình nấu hết. Mà vợ mình á là nấu có những món mình ăn rất là ngon, ra ngoài ăn không được như vậy. Ví dụ món gì? Canh chua cá kho tộ kho nhất, rồi ăn nhất ngói, ăn đau có lòng ngực luôn. Đau lòng ngực hả? Đau lòng ngực mà. Là anh đi ra ngoài là không có chỗ nào mà đánh bại vợ anh được. Không được. Đó là hai món tủ thôi, còn tất cả những món khác là đều tủ bả hết. Tủ hết. Bởi anh thấy cái bụng anh không? Quá trời, càng ngày càng phì nhiêu. Đúng rồi, tại vợ đó. Còn Hải cảm thấy ở nhà mà vợ mình nấu món ăn gì mà ngon nhất? Đa số là vợ em ví dụ như đi ăn một cái chỗ nào đó thì vợ em sẽ cố gắng nêm nếm rồi học để về nhà chế biến. Nhưng mà món sở trường của vợ em là chắc là thịt kho. Thịt kho, lại là thịt kho. Nhưng mà không biết anh Hoàng Mập nè, ở nhà vợ anh là thích ăn món gì nhất? Vợ anh thích ăn những món của anh và hai đứa con anh ăn. Là ăn ké hả? Đúng rồi, tội nghiệp bá lắm. Sáng nhắn tin hôm nay ăn cơm nhà nghe. Nghĩa là phải có một cái tin nhắn mới có cơm ăn. Còn không thì thôi. Không có nhắn không có cơm ăn. Và tối mà muốn về ăn cơm thì phải nhắn tin anh đang trên đường về ăn cơm nha, ăn gì nhắn luôn. Tội nghiệp bữa nào mà ở nhà bốn người mà chủ nhật á là bà nấu ba loại canh, ba loại. Thôi một mâm cơm mà ba canh. Đúng rồi. Canh gì vậy anh? Ví dụ anh ăn canh chua nè, canh hủ qua nè, canh cần ô nè, canh gạo đai, mấy canh mà cua đồ đó, mắm tôm thì con anh nói thúi. Chịu ăn. Không. Còn con anh thì nó ăn canh kim chi mà nấu với chua chua rồi đó hả? Chua chua nấu với không phải sườn, tàu hũ. Nó sợ mập. Nhà anh ba người kia sợ mập lắm. Anh thì không sợ mập, anh bắt chấp. Dạ nhìn là biết rồi, khỏi giới thiệu ha. Dạ. Còn ví dụ con gái anh, con gái nhỏ thì nó ăn thích ăn rau, là ăn những cái món ức gà đồ này kia. Em hỏi vợ anh thôi, em đang hỏi vợ anh. Thì vợ anh sẽ ăn cù là những cái món mà ba cha con ăn. Mà thấy điển hình cũng để phụ nữ tao không thèm món nào, mà thấy món nào mà ăn gọi là ăn ngon miệng á. Sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt. Đúng rồi. Vậy là đó thì bà làm thôi, anh không làm đúng không? Không. Vậy ngày hôm nay thử thách của anh sẽ làm món sườn xào chua ngọt. Trời, làm xong lấy công thức này về nấu cho vợ bữa cơm thật là ngon lành. Anh dám chơi với em không?
anh có thể nấu đây được, nhưng mà chắc chắn là anh về anh làm không giờ bằng bả chứ. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà chủ yếu cái tấm lòng của anh thôi. Trời ơi, anh về anh bưng cái tô sườn chua ngọt có chỉ rớt nước mắt liền anh rồi. Bà có nước mắt ít rồi, bà điện thoại bà chửi nhiều. Bà chửi nhiều à? Mỗi lần mà vô bếp nó thôi ông đừng vô nữa, ông đừng vô nữa, ông nấu có nửa tiếng tôi dọn nửa ngày. Không, phụ nữ nói vậy thôi, trong bụng tao khoái lắm. Còn Hải ở nhà vợ Hải thích ăn món gì nhất nè? Em với vợ em là hai khẩu vị khác nhau, ví dụ như em thích ăn thịt thì vợ em lại thích ăn cá. Cho nên em nghĩ là vợ em sẽ thích ăn cá. Cá đúng không? Vậy ngày hôm nay thử thách của Hải sẽ làm món cá kho tộ. Từ đó giờ có làm chưa? Dạ chưa. Bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nhưng mà hồi hộp quá. Có gì đâu hồi hộp, mình cứ làm thoải mái, mình cứ làm vui vẻ đi hen. Có gì em hỗ trợ cho. Và bây giờ hai món sườn xào chua ngọt và món cá kho của anh Hoàng Mập cũng như là Hải xin được phép bắt đầu. Và trong khi làm thì chúng ta sẽ trò chuyện về những cuộc hôn nhân, về những cái gọi là khúc mắc, về những cái mà trong kẻ trong kẹt đó giờ không có thổ lộ. Thì ngày hôm nay sẵn sàng chia sẻ hết cho tất cả mọi người được biết không? Dạ được, ok. Em hỏi anh Hoàng trước nè. Anh ngày xưa là khi mà lấy vợ là năm bao nhiêu tuổi anh Hoàng? Năm 1997. Rồi hai bé quen nhau trong trường hợp nào, đôi thanh mai trúc mã? Ngày xưa thì hai người ở cùng một xóm. À, xóm ở đâu anh? Tỉnh xóm đó ở xã Vĩnh Chinh, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Mà nhà anh thì ở bên kia sông. Mà lúc đó body anh sao? Anh đẹp lắm em ơi. Em đẹp à? Trời ơi, ngày xưa cỡ Bình Minh không? Cỡ cả đó đó. Cỡ Bình Minh luôn hả? Cỡ Bình Minh Quy Khánh là trời ơi. Cỡ đó. Xách dép. Xách dép cho anh. Rồi sao? À, ngày xưa anh đâu có cua bả đâu. Cái bả cua anh hả? À, không biết nữa. Mà lúc đó anh nổi tiếng chưa? Anh đâu có đi làm nghề đâu nổi tiếng. Ủa, lúc đó chưa nổi tiếng hả? Anh còn đi học mà 11, 12. Là ai chủ động nhắn tin trước? Ngày trước là anh có nhắn tin. Ủa quên, vậy ai chủ động tỏ tình trước? Thời đó không có điện thoại luôn, lấy gì nhắn tin điện thoại. Tỏ tình. Trước á là anh đi học bên kia sông mà nhà anh qua cái đò mà sình bùng không mà mùa mưa rồi anh gửi xe đạp tới nhà bả. Thì nhà bả mới làm cái tiệm uống tóc dưới quê á, uống tóc áo cưới rồi đó. Thì anh đi qua cái xong xuôi anh hút nước cho bả gọi đầu khách. Hết nước rồi gọi, đơn giản là bạn trong xóm thôi. Rồi sao? Cũng định quýnh lộn. Nó quýnh bầm con mắt. Quýnh bầm mắt cái về nhà, tối về nhà bả, nhà bả có cái ghét gì nè, nằm cái bả lột cục gà. Bà lên bà lăn cái nhắm mắt lại nhìn. Ủa mà chưa gì mà ở chung nhà luôn hả? Không có, tại vì ở dưới quê. Trời ơi, trời ơi, ăn cơm chứ kẽn rồi. Không phải. Gì? Lúc đó ông yêu đương nằm ăn cơm chứ kẽn. Tự nhiên nằm trong gác người ta. Tại vì cái đó là chơi thân với ông cậu Út và chơi với ba với mẹ giống như một xóm chơi nhau nè. Qua lại nhà mà chuyện đó là bình thường, chứ không phải là cái chuyện mà ăn cơm chứ kẽn. Lúc đó yêu chưa biết yêu nó lắm mà ăn cơm chứ kẽn. Rồi. Cái xong tôi thấy bà này cũng tốt được kia nọ rồi để ý bà. Ý bà cũng đâu có nói gì đâu, cái sau này mới lên trường năm chín mấy đó, cái lên trường sẽ khảo học. Có viết thư tỏ tình. Rồi, tỏ tình rồi bao nhiêu lâu mới cưới? Từ năm 94, 93 tới 97 mới cưới. 97 mới cưới hả? Có một dòng sông chảy tràn trong chi nhớ. Đúng rồi. Mà hồi đó anh á là ở chỗ nhà bả thì cái sông bự lắm, anh phải lội về nhà anh. Anh lội hả? Ừ. Anh tự nổi hay là anh biết bơi? Bơi, anh bơi ngày xưa giỏi lắm nha. Bơi một tay, còn một tay là lột quần lột áo cầm lên. Cầm lên bơi qua bên kia sông. Bơi bên kia sông rồi qua bên kia sông. Mấy mặc đồ vô về nhà. Thôi mấy con cá nó có rỉa rồi nọ. Hồi đó mà chắc chưa. Cái gì vậy? Ê trời ơi, hay quá. Còn ông sao nè? Quen vợ sao vợ? Hải bây giờ đang làm nghề gì Hải? Dạ, hai vợ chồng em cũng làm chung một nghề luôn ạ. Là thời trang luôn. Dạ. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hồi xưa là em với vợ em thì cùng quê ở Đà Lạt luôn ạ. Nhưng mà hai vợ chồng không biết. Xuống đây ví dụ như em học đại học, vô tình thì em có một người bạn. Thì một người bạn đó là ở cùng khu nhà, một khu trọ với vợ em vậy á. Em với cái người bạn đó thì lại học chung. Rồi hai cái em đi về nhà chơi thì mới gặp được vợ em. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp vợ em là khi mà em bước vô nhà thì em nói với bạn em là mẹ ơi tao khát nước quá. Vợ em từ trên lầu bước xuống kia chứ, mới vô nhà người ta mà về đặt đòi uống này uống kia. Nó giỡn hay nó cọc? Em cũng không biết nữa, nhưng mà lúc đó em không có ấn tượng gì hết, ấn tượng rất là xấu. Sau dần dần cái đi chơi cái nói chuyện cái em lại cảm thấy lại hợp nhau hơn. Cái hợp nhau. Bao nhiêu lâu mới cưới Hải? 4 năm rồi mới cưới. 4 năm mới cưới. Anh Hoàng bao nhiêu năm mới cưới? Bao nhiêu tuổi là bao nhiêu năm á? Tại vì hai người gặp nhau hồi nhỏ xíu ở dưới quê. Rồi lớn lên rồi vậy thôi. Em thấy này là cái duyên cái nợ luôn á. Bên nhau mà từ lúc mà chưa có cái gì hết. Đúng rồi. Chưa sự nghiệp, chưa công danh gì hết. Đúng rồi. Mà đến bây giờ có tất cả, nhà mấy ngàn mét, gia nhân cả trăm người mà vẫn bên nhau hạnh phúc, đúng không? Cái duyên đúng không anh? Quá trời. Rồi nè, sau khi mà mình quen á là lúc đó là chắc chắn khi mà những cái tật xấu chưa lòi ra, đúng không? Bây giờ sau khi mà lấy về nè,
thì cái tật xấu của vợ Hải là gì đây? Em nghĩ là ép em ăn quá nhiều. Thực sự là em cũng không phải là một gu ông chồng là cứ phải bắt vợ em là phải nấu cơm hàng ngày hay là gì đó. Nhưng mà vợ em lại khác, vợ em lại nói là đừng có để bóp nguội lạnh. Đó, cho nên em với vợ em đôi khi cũng hay tranh cãi nhau vì vấn đề đó. Tại vì em cũng cảm thấy là ăn cho nó khỏe là được rồi chứ cũng không cần cầu kỳ. Không, Lâm nghĩ cái đó là phải tật xấu đâu, cái đó là thương chồng quá, yêu chồng quá, sợ chồng đói, sợ chồng suy dinh dưỡng nên bắt ép ăn. Chứ dòng ghét ăn ăn kệ, đúng không? Đúng không? Rồi ngoài cái tật mà hay mà ép ăn rồi nọ, còn tật gì mà cảm thấy mà khó chịu không? Theo dõi em quá nhiều. Tất cả mọi thứ hả? Tất cả mọi thứ. Như là một phụ huynh mà chăm đứa con không hay sao? Em nghĩ là hơn vậy nữa. Hơn vậy nữa hả? Giống như là hôm nay là sáng đi đâu, chiều đi đâu là em phải thông báo hết. Ở nhà kinh tế là ai lo, ai giữ? Hai vợ chồng cùng giữ. Nhưng mà ai giữ chính chứ, phải có giờ, phải có giám đốc, thì phó giám đốc chứ. Em giữ chính. Em giữ chính hả? Tại sao được giữ chính hay vậy? Ừ, em chỉ giữ vậy thôi, nhưng mà em chi tiêu gì là đều thông, nó đều thông báo vô cái số điện thoại của vợ em. À, có nghĩa là cầm có lệ thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mà lấy một cái gì mà không có lý do là bả sẽ hỏi liền, đúng dạ, không? Đúng rồi. Ghê thiệt. Thì dạ, ngoài tật xấu đó mà còn tật xấu nữa không? Ghen không? Ghen thì em nghĩ là chắc phụ nữ nào cũng ghen mà anh. Vậy hả? Không, ý là bả ghen nhiều hay không? Cũng hơi nhiều nhiều. Hơi nhiều nhiều hả? Dạ, là lý do sao? Lý do đẹp trai của đầu đường ngoài xá hay là lên TikTok đồ này nọ? Thật sự là vợ em không có ghen kiểu đó, mà vợ em ghen theo cái kiểu mà dạng giống như là có đi đâu nhưng mà cái thông tin nó không rõ ràng thì vợ em ghen vậy thôi. À, ví dụ như em đi đâu, em có đi chơi với bạn nhưng mà đôi khi đi nhậu nhẹt thì vợ em lại không cho. Thì anh cũng hiểu rồi, khi mà mình đi nhậu thì em thường hay trốn, cho nên đâm ra có những lần đó thì em thường hay nói xạo. À, rồi về rồi nghe mùi rượu đồ sao? Thì cái lúc đó cũng chuyện cũng đã rồi ra. À, để rồi, nhưng mà có kèm rèm không, có la làng là sớm không? Cái lúc đó em đi về thì không kèm rèm, nhưng mà để sáng mai lại kèm rèm gấp đôi á. Dễ sợ thiệt. Còn anh hả? Bà chị nhà thôi, bà hoàn hảo quá, đừng có tật xấu gì không ta? Không có chứ, phụ nữ mà. Tật gì anh? Tiết tiền. Thí dụ đi, cái ngày mà lễ tình nhân hay ngày cưới là anh mua bông về là bị bà chửi. À, là bông ngày hôm nay đã mắc rồi. Ờ, mua làm chi? Vợ mua ông cắm đó mấy ngày sau nó cũng thối. Thối. Ông có đi bỏ không? Tôi là người đi bỏ. Cái thứ hai nữa, cái tánh mà ngộ lắm. Sao? Là không phải bà xấu đâu, bà cũng đẹp mà. Đẹp dễ thương chứ. Bà không chịu chụp hình, không chịu đăng Facebook. Ai mà đăng là bà chửi. Mà bây giờ hiện tại bà có Facebook riêng không? Không. Bà chỉ chơi với con chút xíu Zalo để chi không? Đi. Để mua đồ trên mạng. Để mua mạng hả? Trời ơi. Bà ghét chụp hình lắm hay sao? Bà nói là vợ chồng mà cái gì cũng phải kín đáo một chút. Gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc là mình tự biết. Anh rồi ngoài tật xấu đó là tật xấu gì nữa không? Ít nói. Mà nói một cái là xỉu luôn. Xỉu luôn. Anh nhớ cái trường hợp nào là nói một cái là anh liệm đi không? Anh thì anh biết tánh bả. Bả chắc mặt bền. Một là một, hai là hai. Còn anh phái đi mua đồ, mua đất, mua đồ. Xong xuôi anh lấy tiền anh ra, anh đặt cọc ở đâu biết đâu, 200 triệu. Xong xuôi về cái anh nói bà, bà nói không, tôi không đồng ý mua là kia, anh không đồng ý thôi, anh có làm thinh luôn, anh không có cãi bà, tại bà nói là anh im à. Xong xuôi cái tới ngày đặt cọc, anh nhắn tin, em ơi đưa tiền chậm tiếp 800 lận tỷ. Phản ứng mà sao? Bà nói không, cái hoàng nó đơn giản lắm, không thôi tôi bỏ 200 triệu. Ừ, tiếp. Rồi tiếp bắt của. À, bắt của rồi sao nữa? Thì bà tiếc tiền, bà ối tiền ngay. Ối tiền ra dễ sợ cho chiêu, dễ sợ không quá trời. Hoặc là anh hồi đó anh mua cái nhà, anh mua đồ, cái về anh đâu có đem về nhà, giống như anh mua từ bộ bàn ghế ở đâu đâu Nam Định, ở Hà Nội hay là anh đi chơi ở đâu anh thấy đẹp anh mua. Anh về cái anh đâu có dám đem về nhà. Anh để nhà bờ ở đâu? Không, anh đi anh mướn cái kho ngoài Bình Triệu á, anh để đồ vô. Cái xong xuôi cái tới các nhà xong bà đâu biết đâu. Anh kêu ba bốn chiếc xe tải chở đồ về, chửi thề. Chửi thề luôn. Mày quỷ đen nhiều lắm phải không? Ta nói có quỷ gì đâu, có nhiêu dư ra là mua hết. Thật sự á là ở nhà là anh với bà xài tiền riêng, cái tài khoản công ty và thằng Tài thì bà giữ. Nhưng mà bà giữ thì mỗi lần vô tiền hay ra tiền bà biết hết. Từ công ty chuyển đi thì vô tiền bà chụp cái màn hình mới đưa cho anh, anh được quyền rút. Có sao đâu. Okay. Rút ra rồi anh xài trong cái tiền đó, còn tất cả những cái tiền anh đi quay đi diễn đi làm gì đó thì anh tự làm. Bà không có xí vô. Đó là cái được cái là vợ anh không bao giờ hỏi tiền anh. Ở nhà là Hải cái tật xấu gì Hải có thể chia sẻ được không? Hồi nãy em nghe anh Hoàng kể thì em mới nhớ là vợ em cũng vậy. Vợ em cũng mỗi lần ví dụ một dịp lễ, dịp Tết được gì vậy là vợ em đều quan trọng là quà. Thích được tặng quà. Đúng. Em thì lúc nào cũng sẽ chuẩn bị một món quà. Ví dụ như cái năm nay em tặng cho vợ em một đôi giày đi. Thì bắt đầu là vợ em bắt đầu lướt Facebook, thì lướt lên thì mới thấy đứa bạn được tặng bao bông. Thế bắt đầu vợ em mới nó ngồi mới càm ra nói với bạn em á, chồng tao chưa bao giờ tặng cho tao được bao bông. Mà trong đó nhỏ tặng dài rồi. Đúng rồi. Đúng không? Xong rồi bắt đầu cái em nghe vậy cái bắt đầu em cũng không nói gì hết, năm sau anh tặng bông. Về cái nó ủa anh mua bông làm gì, anh có biết phí phạm lắm không? Rồi ở nhà bà có hay đi mua sắm không? Dạ thì mua sắm thì em nói là bạc ngàn luôn, vợ em hay order đồ trên mạng về.
ngu đến nỗi mà ví dụ người ta đem tới mà không biết được là cái món đó là mình có mua chưa. À là quên luôn đó. À đúng rồi. Ồ vậy là hai bà vợ khác nhau nha. Khác bà nhau này con. Thì ta nói rất là kỹ trong chi tiêu. Đúng rồi. Còn bà này mua thả ga đúng không? Đó giờ những cái lễ như ngày sinh nhật đồ em có hay tổ chức cho vợ mình không? Hai vợ chồng em luôn làm bất ngờ cho nhau hết. Em hay muốn làm bất ngờ hơn là em làm trước ngày không? Ví dụ như vợ em sinh ngày 13 đi, tối 12 em đã làm rồi. Ở lúc đó phản ứng cổ thì sao? Cũng bất ngờ. Nhưng mà vợ em bắt em diễn lại một hai lần để vợ em quay lại cái khoảnh khắc bất ngờ đó. À có nghĩa là vậy đăng Facebook hay sao? Dạ đúng. À bên đây thì một bà thì không bao giờ dám đăng không? Tính tình lúc nào cũng gọi là khép kín. Còn chị Bảy bên đây là lúc nào cũng muốn vô chưa cho mọi người biết. Ồ tôi ngày hôm nay tôi có quà, ngày hôm nay chồng tôi quay lên làm cho tôi hạnh phúc quá. Hai người ngày hôm nay khác tính hết nha. Đúng rồi. Anh trong vòng 23 năm từ lúc quen đến lúc cưới á, có cái xảy ra cái mâu thuẫn nào hoặc là cái lời cãi giả nào mà anh nhớ tới bây giờ không? Chuyện con gái nhỏ anh hồi đó nó nhỏ xíu nè, cái cảnh mà anh đi Vũng Tàu về đó anh đã nói rồi đó, thì anh đánh nó. À, đánh nó xong bà ngoại rồi đúng không? Ừ, lần đầu tiên thôi là anh đánh nó và lần cuối cùng anh bây giờ anh không đánh nữa mà đứa nhỏ thì anh chưa đánh bao giờ. Thì anh đánh xong cái anh cự lộn xong cái anh đi vô nhà anh đi rồi cái anh quay vô trên đầu tủ lạnh á nó có cái sợi dây chuyền anh ưa đeo á, sợi dây chồng cổ á vàng, anh vô anh lấy anh đeo sợi chuyền anh đi cái sao này hết giọng nó ủa gì vậy sao mà tự nhiên của cải lấy sợi chuyền đeo vô cổ đi ra đường vậy. Lỡ ra đường hết tiền tôi bán sợi chuyền. Trong lúc giận mà cũng nhớ sợi chuyền. Đúng rồi. Là cái trận anh cảm thấy lớn nhất. Và nhớ nhất thôi. Còn bây giờ là cái chuyện mà hai chồng ở chung hay là làm cái bất cứ điều gì á, anh thấy nó đơn giản lắm. Đơn giản đúng không? Tại mình quá quen nhau, mình quá gọi là hiểu về nhau rồi. Đúng rồi. Còn Hải, vợ em á thì rất thích đi du lịch, còn em ngược lại là em thích ở nhà. Ví dụ như đi chơi ở đâu đó với một tuần đi, cỡ 3 ngày là em chán em đòi về rồi. Mà em về là em sẽ nghĩ đủ cách để em về, là làm cho cái cuộc vui nó không có được hoàn thiện lắm. Đó giờ hai chồng cãi giả vụ này cũng lớn không? Có một lần em đi du lịch thì em đòi về sớm á, thì hai vợ chồng em cãi nhau quá trời. Thế xong rồi bắt đầu là qua ngày sau thì bắt đầu em mới nguôi em mới cảm thấy là em quá sai, cho nên bắt đầu từ đó tới giờ thì em không tái phạm. Không tái phạm nữa rồi. Sao bây giờ hai cặp này ngộ ha, cái chương trình có coi trước cuộc đời hai tôi không? Sao mà còn, trái ngược nhau vậy? Còn cuộc đời tôi ha là đi du lịch là phải năn nỉ. Phải năn nỉ bả. Bóc hết vé phải năn nỉ, phải nói em ơi chỗ này vui kia vui. Tám chịu đi. Phải khi mấy đứa con á, là mấy đứa con phải đá động vô và mới chịu đi. Rồi bây giờ những món ăn đã xong xuôi hết rồi, bây giờ mình sẽ trang trí nữa là đã hoàn thành rồi. Đúng rồi. Trời ơi trời, ngon nha, muốn giỡn nha. Sao ngon vậy ta? Không chua không ngọt nha, mặn thôi. Nó có vị mặn thôi. Vậy bây giờ mình thử món này đi, cá thôi. Nha. Yeah. Này mới đúng là chua ngọt nè, để đi. Thôi, cá coi mấy ngày ghê quá. Bỏ đường gì dữ vậy? Dạ. Quá đường gì mà dữ như thằng ôn vậy? Tại vì em thích ăn ngọt ạ. À thích ăn ngọt nha, mình đã thành ngọt quá rồi, ngọt lố nha. Như bên đầu tiên mình nói nha, cứ ai kho cá và hành sống nhăn đi cho. Cá hành phải chín, phải gục xuống. Mà đã kho kêu rồi, không để hành, mà kho hành không để tiêu, thiệt mà. Dạ, họ thử cái công thức của anh đúng không? Như vậy món ăn nó xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một góc nào đó để thử thách phần tiếp theo. Và bây giờ chúng ta cũng đến một phần rất là thú vị, đó chính là những chiếc hình đáng yêu. Bây giờ trên cái iPad của em là có những 3 tấm hình. Đó, bây giờ anh sẽ chọn một trong 3 tấm. Số 1 đi. Nuôi dạy con đúng cách. Giống như là ở nhà em có hai bé đi. Bé đầu á thì bé rất là ngoan, còn bé sau á thì hơi tinh nghịch một chút xíu. Thì thường hay là em cho hai bé trải nghiệm qua cái đó, xong rồi em mới kể cho hai bé nghe là à con làm cái đó là nó sai. À đó là cách dạy của Hải. Còn anh Hoàng, nếu anh nói ra thì mọi người nói chắc anh dễ hay là không quan tâm tới con. Nhưng mà thứ nhất là anh dạy con, anh không bao giờ kiểm soát điện thoại, kể cả điện thoại vợ anh không kiểm soát luôn. Và thứ hai là anh cũng chưa bao giờ ép con anh là phải học ngành nào, làm cái gì. Con muốn cái gì, con tự nói. Cho con mình thoải mái, không ép buộc, không gò bó vô bất cứ vấn đề gì hết. Đúng. Con anh nó là con gái, anh cũng phân tích
thế nào là tình dục an toàn hay là tại 18 tuổi, 20 tuổi rồi. Ba chỉ nói một điều là ví dụ con quen ai con làm cái gì cho ba biết, ba không có cấm. Nhưng ba muốn biết là người đó như thế nào thôi. Cứ yêu thoải mái mà ba chỉ khuyên là yêu gì yêu, đừng yêu mấy người trong nghề. Tại sao vậy? Tại sao không yêu người trong nghề vậy? Hả? Khổ hay sao? Thật sự thì ở trong nghề mình cũng biết mà. Thứ nhất, nếu nổi tiếng thì sẽ khổ theo chuyện nổi tiếng. Những người nổi tiếng thì suốt ngày họ không có ở nhà đâu. Mà nếu bây giờ con gái lớn, con đã theo nghề này rồi mà con yêu một người trong nghề nữa, nếu mà cái chồng con không nổi tiếng bằng con thì nó bị áp lực. Áp lực. Và cái thứ hai, nếu mà chồng con nổi tiếng hơn con thì chắc chắn con phải ở nhà lo con cái, lo gia đình. Và một cái nữa là ở trong nghề mình á, là Hoàng thấy á, hôn nhân ngộ lắm. Mình không phải nói qua đũa cả nắm, nhưng mà khi yêu á, thì cả muốn cả thế giới biết, mà khi chia tay cả thế giới cũng cào cấu vui xé móc ra. Và Hoàng cũng dặn con Hoàng là yêu là yêu, cưới là cưới, chồng là chồng. Nhưng mà thật sự nó không phải vĩnh viễn như mình nói là trăm năm hay ngàn năm ở với nhau. Mai mốt chia tay thì sao? Nên cứ yêu nhau, đừng bao giờ là xô hàng phải bút là hôm nay du lịch ở đâu, ngày mai ở đâu, rồi ôm hung hít là ba không đồng ý. Và mình cũng cảm ơn vợ mình là tới giờ phút này vợ mình vẫn giữ cho mình một không gian riêng, và vợ mình một không gian riêng trước mặt truyền thông. Ví dụ là hai ông bố đều muốn tôn trọng ý kiến của con. Đúng. Con thoải mái, không có gò bó, không có bắt buộc con phải làm theo ý của mình. Đúng. À, mỗi người một cái hay, dòm thoải chứ. Mái nhưng phải dòm, quan dòm sát. Chứ. Dạ. Dòm chứ, trời ơi mình. Thí dụ mình ở trong nghề này mình gần quá, thì bạn nói là con Hoàng nói là đang học ở đó, chỗ đó, tập đó. Hoàng không cần hỏi con Hoàng. Ở trong trường, con Hoàng bước ra khỏi trường đi ai làm gì là có camera giám sát hết. Có người nhắn tin Hoàng liền. Con Hoàng nói, cái gì vậy ba, sao trong trường bước ra gì bạn biết. Hoàng chỉ nói là con gặp người lớn là phải chào, đó là cái cách sống thôi, chứ đừng để tao mắng giớm. Ừ, con Hoàng Mập mắt dại quá, gặp tao nó không chào này kia. Đúng không? Mình thì sợ vậy thôi. Để cảm ơn anh Hoàng Mập. Như vậy là lá bài số 1 đã có người chọn rồi, bây giờ còn số 2, số 3 anh chọn số mấy? Số 2. Khẩu vị ăn uống trong gia đình. Hoàng kể nghe câu chuyện này, lúc trước Hoàng rất thích ăn món gà mà hấp lá giang mà ở trên Bình Dương á, ngay suối cát. Cái bà lên cái bà đi vô bà học, bà làm gì không biết, bà hỏi thăm giả bộ, bà nói là bỏ gì trước cái gì sao nấu cái gì không. Cái xong xuôi bà về bà ăn, bà nấu tôi ăn đi chang không? Không. Không. Không giống. Không giống à? Không giống. Cái bà tức quá, một ngày đỏ bóng cái giống như là bà luyện ngũ âm trên kinh mà tới thiệt đỉnh rồi phải không. Cái bà đem gà về, bà nói là bà mua, bà nấu, bà mua. Bà ăn đấy, ui gà ngon quá. Tại cái nọ anh xạo rồi. Cuối cùng bà nói ông mới là người xạo á. Gà này tôi nấu ở nhà. Nó xạo bà nấu nhầy. Ông tin là hỏi sáng giờ con này cái nọ nọ rồi ông tin ngày mai tôi nấu cho ông ăn. Vậy là anh có thành kiến tay nghề của vợ anh không? Cho nên nhỏ nấu ngon cỡ nào cũng bác bỏ hết trơn trời á. Không phải, tại vì mình nghĩ á là bà không bao giờ nấu giống như vậy. Ừ. Nhưng mà sau này bà nấu giống vậy đó. Mình cảm giác một điều, ví dụ là đi ăn đi uống kể như mấy món Hàn Quốc đi, mấy nhỏ thích mua kim chi rồi bỏ tàu hũ hay là gông biển vô đó, bà đâu nói đâu muốn hả, bà tự làm kim chi, tự làm luôn. Mấy ngày đầu coi chừng ra cải chua nha, coi chừng cải chua. Mấy ngày đầu ăn xỉu hả? Không có giống kim chi, mới kim chỉ thôi chứ kim chi. Rồi từ từ giờ làm được rồi. Làm được rồi. Kim chi ngon luôn. Bà nói nè chưa, tôi mua có nhiêu tiền hả? Tôi làm một đống ăn cả tầng chưa hết. Còn hả, con ông á ship mấy trăm ngàn vậy lần có chút xíu à. Nó nói bà cái mặt bằng người ta rồi, người ta ship, còn người ta buôn bán người ta phải lời bà. Đúng. Nói như bà ta dẹp tiệm mà bà. Trời ơi, gặp chỉ mà trời ơi, tiệm bông cũng ế nè, tiệm bông kem cũng ế nè, tiệm kim chi cũng ế, nói chung là ế hết chứ bà đó. Ế hết đó. Còn đối với Hải như thế nào? À, đối với em thì khẩu vị của nhà em thì vợ em thì là thích cá, còn em thì thích thịt. Thì em thì lúc nào em cũng nói là với vợ em là em không cần phải nấu nhiều. Em ví dụ như em chỉ cần kho một nồi thịt em để đó thôi. Và ngày nào ví dụ qua ngày anh ăn vậy được rồi. Còn vợ em thì không. Vợ em nói là chắc chắn là trong ngày con em sẽ không ăn lại món ăn cũ. Và ngày hôm đó là ăn bao nhiêu là nấu bao nhiêu. Đúng rồi, nếu mà còn dư lại là anh cũng phải ăn. Giống như đi một cái quán ăn nào đó, vợ em cũng lúc nào cũng kêu bạc ngàn ra. Xong rồi chụp hai ba cái xong bắt đầu cái là phần còn lại là em ăn luôn. À. Đó là cái đó là khẩu vị của vợ em. À, khẩu vị của bà. Còn con nhà sao, con dễ ăn thì không? Rất là dễ ăn. Ủa hôm nay là kể xấu à? Kể xấu đúng rồi, phải kể xấu chứ. Sao con vợ nó khác, vợ tôi hoàn toàn vậy. Tôi vô mà tôi dở cơm menu được kêu gì bà chửi. Mắt đi, kêu gì? Mà ngủ đi ăn không bao giờ ăn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với một phần rất là thú vị, chương trình là thử lòng bạn đời. Dạ. Alo, em đang ở đâu ạ? Mới đón hả về. Nói chuyện này nè. Chuyện gì? Bữa đó, cái bữa mà
ở ngoài tiệm vàng Trậm Châu đó. Cái tôi nói là bữa nào tôi ra tôi mua cho bà cái hộp sòn đó nhớ không? Chọn khoảng mấy ly? Một cây ra nha. Bây giờ, ủa tôi mua tiền của tôi, phải tiền của bà đâu. Thôi, bỏ qua đi. Thôi, cái gì vậy? Mua cho bà mà không chịu luôn. Điện nhà sửa luôn. Điện nhà sửa luôn. Mua bóng đèn về bắt điện luôn. Một cái chuyện động trời luôn. Bánh xe hơi hư, ở nhà đi giá đi tự thay nhà luôn. Dạ, cái gì vậy? Trời ơi, để em làm hết rồi khiên ra cái xe hơi quanh kia đem cái bánh ra thay thay xong cái bữa sau tôi đi tỉnh chạy chạy vậy. Ủa cái xe nó quơ vậy? Ngừng lại tài xế xuống. Anh ơi, cái bánh xe này ai thay bánh vậy? Nó vợ anh thay, bây giờ ốc nó còn có hai con à. Ngừng lại giờ đừng hỏi vậy. Tôi lại bà, đừng có thay nữa nha. Anh ơi em lộn, em đạp ngược chiều nên nó không có bánh đâu mà vô cái tôi vàng ốc ra luôn. Ốc mất đi rồi, tính già quá non luôn. Đúng rồi, phải đi mua hàng ốc mà không có đi mua được đâu, phải kêu xe ôm vòng vòng đó kiếm đã chạy nó lớp bánh ra. Trời ơi chết nó rồi. Em đang đâu á? Nhà nói em này nha. Nói đi. Hồi nãy anh đi ra bên mua đồ cái anh để quên cái thẻ rồi, anh bị mất cái thẻ rồi, bây giờ đi tìm lại cũng không có nữa. Rồi sao vậy? Em đã nói là đưa em giữ đi. Thì... Mày đặt giữ. Ê, nó rút ở trong này, nó rút tiền ra rồi. Mà em có rút không? Hồi nãy giờ em có rút không? Không. Rồi sao? Ba đã mất tiền kìa. Chết. Em có rút 20 triệu không? Thôi đi. Cái giọng anh này là giọng anh đang cáo. Không, anh làm gì? Anh dám xe á. Thôi rồi, thôi nha. Trời ơi, lúc nào cũng cơ dứ bà vợ hết. Anh dám thề không? Ấp a ấp úng. Em biết mà. Thôi nha. Cậu mặt bé hãnh diện ghê anh ơi. Không đúng không? Bắt bài được hết đúng không? Ở chung với nhau hiểu nhau quá mà. Chuyện gì mà không biết. Và bây giờ nói chung là cái phần này đã xong rồi. Bây giờ chúng ta cũng đến với một phần cũng rất là thú vị, đó chính là lời chưa nói. Chào Na. Thật sự là hôm nay anh không nghĩ là anh sẽ có một buổi để nói chuyện với em như thế này. Trước tiên là anh muốn gửi lời cảm ơn đến em vì em đã chịu đựng ba cha con của anh. Cái mà anh chưa bao giờ nói với em đó là lời xin lỗi. Thì qua đây thì anh muốn gửi lời xin lỗi em vì những cái anh đã làm sai mà làm cho em buồn. Và anh mong rằng anh với em luôn luôn hạnh phúc với hai con. Đây là một buổi casting với Bảo Nguyên Hò ha. Thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết hả chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều. Em sinh ngày 5 tháng 1 năm 1998. Em quê em ở Hậu Giang. Em đang làm việc chuyên viên marketing một bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu và Sóc Trăng ạ. Chị nhanh thôi. Ở Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade. Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em là... Em có mục tiêu rõ gì? Em biết em làm cái gì tiếp theo. Rồi em chăm chỉ. Nếu của em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nhớ không được tốt. Nấu ăn cũng không ngon. Alo. Có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc ơi, hồi nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi.
Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình. Nhưng mà kéo dài. Ê, ý em bật cái em ngồi gần chiếc camera xuống được không? Tại vì nó bị chữ chữ có chữ không á. Ờ, do hay là do cái mạng á ta. Dạ, để em bật 4G thử. Ừ. Tí điều mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được, lúc nói không được á. Dạ, anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi, nghe rõ rồi đấy nha. Em nói chuyện này nhé. Trải qua một mối tình, rồi sao nữa nè? Dạ, cũng không có lâu lắm, chỉ có một tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ, cũng quen. Quen được một tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình một tháng em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em á, là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, thì em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc của môi trường của em cũng nữ nữa, nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Ồ, toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình một tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Dạ, em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó ước đem cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ. Rồi biết nhau là qua bạn. Ừ, biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay nhưng mà chưa có hôn. Trời đất ơi, chị yêu xa mà chị. Ừ, có nắm tay chưa hôn, là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Dạ đúng rồi. Ok, chị bây giờ đến với chương trình nè. À, em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? Em có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Nói chung là nó có thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn, đi chơi. Mà em ăn chơi, ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi. Ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao. Ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào? 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ? 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu. 15 triệu. À, 15 triệu. Rồi, ok. Rồi, quê quán nè. Em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ hoặc là Sóc Trăng. Tuổi tác. Dạ. Hơn tuổi em, nhưng mà được sinh năm 1994. Kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy, 1994 mạng quả đúng không? Trời, bà mê tính quá bà ơi. Trời. Em không mê tính lắm nhưng mà gia đình em mê tính. À vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu đó chị biết chị kiếm? Dạ, trên 26 tuổi. Đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi. Rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn cao dạ. Trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m5 lâu. Trời ơi, gì vậy bà? Thì ủa, thì 55 cái 1m63 là được rồi.
Em muốn 1m7 tại vì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Cho nó uống sữa. Rồi thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm. Mập được không? Dạ. Mập được không? Thì cũng được. 98kg được đúng không? Đúng mà. Đó rồi hỏi nữa. Rồi ok. Còn mong muốn gì với bạn trai nữa không nè? Em cũng biết. Đã ví dụ như bạn không được. Rồi ok. Đây là một buổi casting ha. Thì có gì là sẽ nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bạn biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ chào chị nhá. Chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái điểm mạnh điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1985 ạ. Vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Dạ. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì hả chị? À, em làm bên nồi thất, á, ghế sofa với lại may rèm nữa. May rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình được bao nhiêu? Dạ, trung bình mỗi ngày thì được 8-9 triệu đến được. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thích chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, thế vậy điểm yếu ạ? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Là có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là, chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu? Trong cái lý do chia tay? Năm, kết hôn vào năm 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Thế vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi em lấy chồng và vào trong này. Lấy chồng là vào trong Vũng Tàu. Thì chồng chị là người trong này? Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp. Rồi cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này và sau khi lấy hôn thì chồng về một cái làng. Thế ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con được nhìn lại cho mấy mẹ con ở. Vâng, bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị nhỉ? Em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc,
thế thôi. Công việc thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu có nếu sinh nở nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông mới biết chia sẻ với phụ nữ là được rồi, không có vụ cô cũng tề bà cả được rồi. Chị về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, để em em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, tụ tỉ với nhau về già thôi chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh đấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đó. Nói chung là em cũng không phải là em phân bì này kia, nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng có nhiều cái vậy đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam là được. Như là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc ở bên đó nữa, nhưng mà được. Ý là em nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này, đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá nên em không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có đau mệt là được. Rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình không ạ? Hai con thì không có biết, nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào không ạ? Dạ, thì cũng bảo là mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ đâu. Nên nhiều khi Dũng vui nó nói là mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, trên nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không còn là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì cũng khoảng 10, hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50 là 45 đó. Từ 45 cho đến 50 đúng không? Dạ. Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ anh chị ạ. Dạ. Là một buổi casting của bạn Nguyễn Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi dạ. Bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên tuổi quê quán của mình với. Dạ em chào chương trình, thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. Hiện tại chị. Dạ 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc dạ. Là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em không tài lẻ gì đó. Không có tài lẻ, dạ. Ồ, rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì
Ngoài thì về nấu ăn đó thì em vẫn có thể nấu nấu ăn được rồi. Kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình, thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? À, thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình, chia tay ở đây cũng đến bây giờ thì cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ, mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Quen 5 năm cũng dài đó. Thì sao là tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Cho mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng, với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc, lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi xong quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Vậy thì chị cho em biết cái sự phù không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu vậy. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà Em không có cảm xúc. có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc đó là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong đó là gặp được một người thì trong đó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào. Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn ấy như thế nào? Đẹp trai, số múi. Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi, nên Chị là cao bao nhiêu? em cao 1m50 à. Cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi.
Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình thôi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Dạ. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng, bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt, có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok rồi. Đây là một buổi casting thôi, thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Dạ. Nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn.